wants noodles, spaghetti, then they have lasagna. Maybe pizza, no? They have salads, focaccia, and they have pizza. Pizza looks good. Long time no pizza. I will have frutti di mare. You? Capricciosa? On the pizza, alors ce sera une frutti di mare et une Alfredo. Et une Alfredo, avec plaisir. Merci, monsieur. Merci. Merci. Chan. I would but you. Pizzeria restaurant. You need to try the bread. Whoa, just the texture, I already know it's good. And it's still warm. Moi non, c'est pas bon. Non, ok, ça va. Du fomito. Bon appétit. Bon The first slice is the most difficult, after it's easier. Ngày hôm sau thì hai đứa mình ra vườn để hái một ít rau củ về ăn trong tuần. Wow, so big. Se qua sa. Trời ơi, quả gì mà nó to. Trời ơi, nhìn tay mình này. Oh my gosh. Wow. C'est bon? Oui. Tu veux ça? Oui. C'est différent type? Oui, c'est autre chose. Ça c'est grappe. Grappe. Ouais. Ça c'est plus de choux, non? Oui. Waouh! Quel joli. Fait comme ça? Oui.
Je peux manger directement? Oui, faut laver. Y a pas de produit, mais y a de la terre. Y a... Ok. Je vais faire jus de tomate. Moi, j'ai trop mis à penser à vous. Mais... Ah, oui, je veux. Oui. C'est bon, ça. Voilà. Ouais. Encore... Look at this. Oui, c'est c'est beau. Amené. Non, ça va, je. Ah, on laisse encore. Oui. Saumon fait. Ớt chuông đã chưa? Trời ơi, cá tím trắng, cá tím. Đây là một bịch cà chua. Đây là hai quả cà tím mà bố chồng mình trồng. Mình sẽ làm cà tím đút lò. Mình sẽ pha một ít dầu ô liu với muối để quét lên bí ngòi và cà tím. Thêm vào cả một ít bột hành với bột tỏi nữa. Ở ban công nhà mình có một ít cái lá basil này. Mình sẽ hái. Sau khi đã nướng lần thứ nhất xong thì mình bỏ ra ngoài. Và mình sẽ cho sốt cà chua lên trên. Thì rắc phô mai bào lên. Mình sẽ cho lại vào lò. Làm tương tự với cái khay này. Thank you.
Món rau củ đút lò này cực kỳ đơn giản nhưng mà rất là ngon. Buon appetito. Good. Not too salty. I don't put salt. Just the salty like the cheese. So sweet. Bố chồng mình lại đi Bồ Đào Nha có công việc, cho nên tụi mình sẽ thay bố ra chăm vườn, tưới cây. Trưa hôm nay thì tụi mình sẽ làm thịt nướng ở ngoài vườn. Mình đang hái một ít bí ngòi với cả dưa leo. Chua. Cả tím trắng. Mình ướp gia vị với một chút bột tỏi, muối. Nước tiêu. Cho một ít dầu ô liu vào. Trộn lên. Can you put the pepper for me? Good, 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 too much. Put some olive oil there. Always. Right way this side.
the candle is work. It's good this time I cut the skin of the sausage. Last time I leave the skin and it's so chewy. Vlog tuần này của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ mình nha. Bye bye.